trường hợp đó. Hoặc là bác sĩ nhiều khi người ta không theo dõi, ví dụ như là cho đơn thuốc rồi xong bệnh nhân về tự động mua thêm, họ tự động họ ra ngoài mua, và chính vì vậy nên dẫn đến những trường hợp các triệu chứng nó đó là gì, tên da và rộng nhất tại vì ngày mà u lâu dài lắm, cái rộng nhất ở trong những trường hợp mua kem trộn nha. Đây là một trong những trường hợp của tác dụng phụ khi mua kem trộn rõ rệt nhất đó là tên da và rộng mặt. Đây cũng tương tự như vậy, thấy không? Và dần dần chỗ này dẫn đến cái gì, nám da, sạm da lan rộng luôn ha, đỏ da. Hai bên này bắt đầu nó ngứa nữa nha, nó bắt đầu nó bụi những gì, nó bụi những ký sinh trùng, những ký sinh trùng đeo đen, nó lên ngứa, nó cảm giác như nào hai cái má nó cứ đúng gì, họ cứ cho tôi cũng phải buồn cái gì, bấm 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 mặt nha, gãi thì thấy nó sợ nó bung ra da, cái ngồi cái bấm bấm thế này, do là có ký sinh trùng đeo đen sinh sống trên da mặt, do nó bị bụi nhiễm, có thể bụi những virus khác nữa, có thể đặc biệt có thể là bụi những cái virus HPV á, nha. Đôi khi nó gây mụn tóc tại chỗ được không? Nhưng cái chính là sau cái thời gian này da nó bị mỏng đi á, thì cái khả năng bảo vệ da bắt đầu nó kém đi, thì các tế bào gì, tế bào melanocyte sẽ tiết ra gì, melanin và dẫn đến sạm da, nha, sạm da. Hoặc là gì đây, các bạn thấy nó mỏng da không? Da teo và mỏng hẳn luôn, da vô cảm biết đó. Rồi đây, các bạn thấy cái mạch máu, cái gân máu nó nổi lên không? Cái mạch máu, cái gân máu này ha, cái mạch máu á nó giãn ra ha, mạch máu non á. Da nó giãn ra rất là nhiều, gặp rất là nhiều nha, phụ nữ da mình tỷ lệ mình mua kem trộn là nhiều lắm. Thực ra họ cũng không biết thôi, tại do mỹ phẩm nó đâu có là đây là kem trộn đâu hả, mà thậm chí là bây giờ các hacker họ quảng cáo còn siêu hơn nữa, thậm chí là nâng hồi xưa đó cái công nghệ của nó không có được tốt bằng bây giờ. Hồi xưa các bạn nhìn thấy kem trộn cái gì nào? Ví dụ như là nó còn một kem vàng vàng đặc và để ra nước và để ra ngoài nó hơi chảy nước ra tí xíu thì nhìn biết là cái này là kem trộn rồi, không xài nha. Nhưng mà bây giờ thì nó và công nghệ nó là siêu đẳng lên luôn ha, khi một kem nó thơm, nó trắng, nó đẹp rồi gì nữa, nhìn nó sang chảnh lên, nó đúng việc bây giờ ha, chưa kể nó được đóng vài cái dấu nữa nè nha, chất lượng cao như gì đó, mang quốc gia nó mang quốc tặng bên Trung Quốc được chưa, rồi nó đặt theo cái hộp đó nè, theo cái mẫu mã đó, rồi nó nhờ một người nổi tiếng gì đó làm xe lên được không chị Thu Thi, và giá tiền thì tích trên trời. Mà theo chúng ta nghĩ là tiền mắc thì sao, tiền nào cũng đấy nha, nhưng mà không phải tiền nào tiền thế này nhưng mà da cũng tụt về như thế này được chưa. Rồi đây là sạm da lan rộng nha, có thể là sạm da rộng này, có thể là đốm da, có thể là kiểu trắng của đi nha, có thể là mất sắc tố da đó, có rối loạn sắc tố da kiểu trắng của đi nữa. Rồi đây là viêm da tại chỗ của nhiễm da vi khuẩn ha, mẹ thấy u cầu huyết xong viêm da nó bị nhiễm khuẩn lên luôn ha, cũng cũng rất là nhiều ha. Mấy trường hợp này là điều trị cực lắm các bạn nha, nếu mà trên cái nền da khỏe đó, thì không nói là nền da này đã mỏng yếu, đã bị nhiễm khuẩn, đã bị gọi là gì, chế bị tại chỗ rồi, giảm viêm tại chỗ rồi, nên những trường hợp này viêm da rất là nặng nề, điều trị rất là vất vả. Và đây các bạn thấy cái mẹ giãn mạch do vô cầu huyết nha. Rồi đây là mụn trứng cá do cọc tuyết huyết, các bạn đừng hay bị chỗ này, nếu mà chị ghét thì bị chỗ này nha, nó lên mụn trứng cá, mà các bạn nhìn kỹ nha, cái mụn này nặng ra không có cồi đâu nha, không có nhân trứng cá đâu, ra nước không à ha, hoặc đôi khi có cái mụn tiếng mụn trên đầu nha, tiếng mụn trên đầu thôi. Cho nên nhiều bạn nói cô xem lớn rồi em 25-26 tuổi rồi mà sao em vẫn bị mụn trứng cá, mình coi là nguyên nhân của nó không phải là không còn là mụn trứng cá thì thì nữa đâu nha, mà đây là trứng cá cho mỹ phẩm, trứng cá cho thuốc thuốc ha. Rồi đó, chúng ta chụp gần cái trường hợp đó, viêm da do cọc thì tuyết thì mình luôn nhá. Đó là một số hình ảnh của viêm da do cọc tuyết thôi, các bạn quen. Cho nên đừng nhìn trường hợp này kêu đây là một trứng cá đâu, nhưng không hẳn. Nhớ cũng gọi là trong sách vở vẫn gọi là nổi mụn trứng cá do cọc tuyết, nhưng mà nhớ đây không phải là đây, nếu chính xác thì người ta gọi là viêm da do cọc tuyết thì đúng hơn, chứ không phải là mụn trứng cá. Rồi tôi về hình ảnh của bệnh này như vậy, các bạn có muốn hỏi gì thêm về cái cọc tuyết nữa không? Thông thường chúng tôi cung cấp bao nhiêu ngày? Còn một cái nữa là thuốc bôi với một phần cọc tuyết thì chắc giờ là biết ra nhiều lắm. Các bạn chắc là chúng ta biết được cọc tuyết từ toàn thân rồi đúng không? Chúng ta biết về sabetazone, prednisolone, gabapentin, prednisolone. Thì thuốc bôi thành phần cọc tuyết nó tương tự như vậy á. Nhìn cái tên là các bạn hình dung ra cái ozone thì nó là nhiều lắm. Hay gặp nhất là betametazone từ bôi.
Monazol rồi hay gặp nhiều nhất á, mà chúng ta có Fluconazol nha, Fluconazol 10 mol, GM Sinolone 10 mol, Halometazol 10 mol, và à các bạn nhìn cái tên á, các bạn nhìn, nói chung là từ thuốc bôi cọc ít mà thị trường hiện nay là nhiều lắm, rất nhiều. Các bạn chỉ cần nhìn thành phần của nó thôi, nó có thể tiêm một mình hoặc có thể nó phối hợp thêm với kháng sinh, hoặc nó phối hợp thêm kháng sinh, hoặc là nó phối hợp với axit nhé, để giúp tác dụng của móng sừng đóng bạn tốt hơn. Rồi các bạn nào còn nói gì về thuốc bôi này nữa không? À, chúng ta có dùng từ là cai nghiện cọc để biết nhá, nghe từ cai nghiện tức là khi mà em ngừng được một viên như vậy rồi em ngừng một phát ha, là bệnh nhân họ khó chịu lắm, họ sẽ thấy hết sao họ có mặt lên mà cái ngứa khát rồi khô da rồi viêm cái mụn lên rất là nhiều, nên họ không chịu nổi, họ lại lấy họ buông lỏng ha, họ lấy họ buông lỏng thì chúng ta vẫn cứ cho họ buông lỏng, nhưng mà vô với cái mật độ sao nhỏ nặng thấp dần ít dần ít dần ít dần, ví dụ như ngày trước hai ngày hai ngày hai lần giảm ngày lần xong rồi tắt ngày làm lần ha, tắt ngày cho buông lỏng ba bốn ngày buông lỏng tuần sau qua lại lần trong đó giảm từ từ ha, cho cái cơ thể bắt đầu nó quen từ từ ha, người gọi là tai nghiện vậy thôi. Rồi khi mà đã ngừng được cọc tuyết rồi à, chúng ta phải ngừng những cái gì nữa về chế độ ăn uống, là chúng ta là đầu tiên là phải uống nước nhiều ha, ăn dùng các vitamin tại chỗ, chúng ta có thể là dùng đường ẩm để đường chi đó, da mà rất là khô và mụn thì tùy trường hợp mà cái tác dụng phụ tại chỗ là gì chúng ta xử trí cái đó, ví dụ như tem da thì chúng ta không thể xử trí được nha, nhưng mà chỉ cần chờ cái tem da phải không chờ thời gian, da nó thoái hồi từ 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 từ, nó sẽ qua mấy tháng chờ năm hai năm sau là da mới phục hồi lại được. Giảm mặt cũng tương tự như vậy, rối loạn sắc tố da thì cái quan trọng nhất trong những trường hợp là bệnh nhân bị tai biến do cọc tuyết đó ha, những trường hợp đó thì người ta cái đầu tiên học hay là tránh nắng và dùng kem chống nắng, được chưa? Cái này mà những trường hợp bọc mà da như vậy mà em cho ra nắng cái là nắng nhanh lắm luôn á nha, nên là tránh nắng bôi kem chống nắng rất quan trọng trong trường hợp này và dưỡng ẩm ha. Ờ, tôi nói trên mạng nha, còn trên thân mình thì để rất thời gian nó tự khô lại được, nhưng mà lâu nha, lâu lắm. Thế này nha, vitamin C, ly vitamin C nó có tác dụng gì? Lâu nay các bạn đi dùng vitamin C, tôi nói được uống trước nha rồi bôi sau ha. À, vitamin C để uống, lâu nay chúng ta biết là vitamin C là tăng sức đề kháng của cơ thể, đúng không? À, bảo vệ thâm mạch, phải không? À, như thế. Nhưng mà đi về thì các bạn biết thêm được ba tác dụng nữa. Thứ nhất, nó gây gì? Nó hỗ trợ trong quá trình tổng hợp collagen của cơ thể nha. Nên là nó giúp tạo collagen nhiều hơn à, nên uống vitamin C giúp điều đó. Rồi à, cho nên các bạn thấy những cái chai mà viên uống vitamin C và viên collagen bao giờ có C hết, nếu mà không có C vào em uống collagen vào thì nó làm tăng năng lượng là mập lên thôi, được chưa, mà nó không có tạo collagen cho cơ thể, nên thứ nhất vitamin C giúp cái quá trình tổng hợp collagen. Thứ hai, vitamin C giúp tăng tác dụng của thuốc kháng histamine, nghe này hay nhỉ, đúng không, tăng tác dụng của thuốc kháng histamine, đàn tác dụng kháng histamine. Và như vậy thì khi bệnh nhân mà bị dị ứng em dùng thuốc kháng histamine xong em dùng thêm C thì nó kỳ quái không? Tốt quá thì chắc, được không? Dùng thêm C. Tác dụng thứ ba, vitamin C làm sáng da. Chính vì vậy nó được xếp vào loại là vitamin màu sắc đẹp. Thế là uống C làm sáng da. Vì sao? Bởi vì nó là nó liên quan đến cái quá trình mà cái tiết cái khi tế bào melanocyte á nha, nó tiết ra melanin nha. Trong melanin nó lại chia làm hai loại, một cái là ơ melanin, một cái là pha melanin nha. Thì vitamin C tác dụng cái ơ melanin là có các sắc tố màu nâu đen, tức là pha melanin là có sắc tố màu nâu màu đen, còn pha melanin là sắc tố màu vàng màu sáng hơn nha. Thì vitamin C nó hỗ trợ là tiết cái sắc tố pha melanin nhiều hơn, ơ melanin nhiều hơn. Ơ là giống như là mình nhớ chữ euro, euro là giống như từ gì châu Âu, đi châu Âu sáng da, dễ nhớ hơn được không nhá. À, thế thì nó sẽ làm sáng lên.
thì như vậy vitamin C được sáng da, được chưa? Cho nên trong điều trị sạm da người ta cũng sẽ dùng vitamin C, đó là được toàn thân. Vậy em nhớ bạn đã dùng chưa? Của dùng toàn thân. Nó gì? Tôi tại chỗ nó giúp gì? Nó cũng giúp làm sáng da. Cho nên trong cái điều trị là sạm da này, hoặc là bệnh nhân bị mụn trứng cá xong rồi bị thâm này nọ, người ta cũng cho bôi vitamin C nhá, là để làm sáng da, bớt thâm rồi này nọ. Đó. Nhưng mà tại sao nó đổi mụn? Nó đổi mụn là tùy thuộc vào cái giật, cái dung môi ấy, em hiểu không? Nhiều khi cái hạt này, cái dung môi của nó gây kích ứng da nè, hoặc là nó có thể nó gây ẩm quá đi, mà nhờn quá, ẩm quá đi, nó cũng gây kích thích nổi mụn nha. Như vậy bản chất vitamin C không gây nổi mụn trên da, nhưng mà có thể là do cái dung môi của nó em nhá. Thì cái đó tùy thuộc từng, với lại từng cá nhân nữa. Da bạn cũng bản thân thì đó, da đã ẩm quá rồi mà dùng cái đường dẫn của vitamin C nó lại ẩm quá đi, nó tùy từng trường hợp, mà vệ sinh không tốt này nọ thì nó có thể là bị nổi mụn trên da là có nhá. Cơ bản chất vitamin C không gây tình trạng đó.